Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục rét đậm rét hại. Người tiêu dùng đã đổ xô đi mua các mặt hàng chống rét như là áo ấm, khăn hay mũ len. Cùng với đó là các thiết bị sưởi ấm mùa đông như quạt sưởi, máy sưởi, túi sưởi, chăn điện. Đặc biệt là đèn sưởi đang bán cực chạy vào những ngày nhiệt độ xuống thấp như thế này. Có lẽ nhiều năm rồi, đồ chống rét mới đắt hàng như năm nay. Theo anh Trần Văn Đức, mấy năm gần đây trời rét nhẹ nên anh không mua đồ ấm nhiều. Năm nay rét đậm và kéo dài nên bắt buộc anh phải tìm cho mình những chiếc áo ấm hơn. Thì mua rét đến thì bây giờ thiếu áo rét thì phải mua. Cái nhu cầu mà mua áo rét thì tôi cũng như mọi người thôi. Cũng đến đây để tìm hiểu mua một cái áo rét. Đấy. Và cái nhu cầu như thế thì đến đây thì cửa hàng cũng rất là đông. Hôm nay mình thấy rất đông, nói chung là mình đi đây không phải là một quán đầu tiên, đây là quán thứ ba mình đi rồi, và quán nào cũng rất là đông. Không chỉ quần áo, những thiết bị sưởi cũng thu hút rất đông khách hàng. Từ đầu tháng 1 năm nay, khi đợt không khí lạnh tăng cường kéo theo thời tiết rét đậm, những mặt hàng sưởi ấm bắt đầu sôi động, hàng bổ sung liên kệ liên tục, có mã thường xuyên hết hàng. Với cái số lượng sưởi bán ra rất lớn, ví dụ ngay điểm của Medamart mình thôi, ví dụ như ngày hôm qua là ngày thứ 7, mà ở đây mình bán ra khoảng gần 400 chiếc sưởi các loại. Về khách hàng, lượng khách hàng quan tâm đến sưởi rất lớn. Thực ra nếu mà nói là so với cùng kỳ năm ngoái tăng đến bao nhiêu lần thì mình nói thực ra là có khi phải tăng đến chục lần hơn chục lần so với cả những cái kỳ lạnh của năm ngoái. Cũng một số hàng là cháu nó thích hơn thì là chỉ còn hàng mẫu thôi mà không còn hàng trong kho nữa. Nói chung là đông, mọi người đến đây thì là rất là đông bởi vì hôm nay là trời nó lạnh như này. Hà Nội của mình mấy hôm nay là rất là lạnh nên là ai cũng có nhu cầu mua hết. Nên là tôi cũng là một trong số những trường hợp đấy. Tuy nhiên khác với mọi năm, năm nay thị trường áo rét, thiết bị sưởi ấm cũng không mấy tăng giá. Thị trường vẫn bình ổn, nhiều mặt hàng còn được giảm giá nhân dịp cuối năm. Đối với sản phẩm sưởi ấm là vật dụng cần thiết cho mọi người trong thời điểm giá rét hiện nay, người tiêu dùng cũng nên cân nhắc kỹ việc lựa chọn, chú ý nguồn gốc xuất xứ và cách sử dụng để bảo đảm an toàn, nhất là đối với người già, trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, những ngày này nền nhiệt xuống thấp, người dân nên hạn chế ra đường lúc sáng sớm và tối muộn, đảm bảo giữ ấm cơ thể, tránh những ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết. Thưa quý vị, nhiệt độ giảm thấp, rét đậm kéo dài suốt những ngày qua khiến nhiều người đã phải nhập viện, phần lớn là người già và trẻ em. Tại tỉnh Quảng Bình, số lượng bệnh nhân điều trị nội trú liên quan đến đường hô hấp, bệnh tim mạch tăng gấp đôi, gấp 3 so với ngày thường. Tình trạng này đã khiến nhiều bệnh viện trở nên quá tải. Đã gần một tuần nay, chị Bùi Thị Lan ở xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình phải tạm gác việc gia đình để vào viện chăm sóc con trai 3 tuổi bị viêm phổi và amidan đang điều trị tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Được biết sức khỏe của cháu vốn đã yếu, sức đề kháng kém nên khi thời tiết rét đậm, cháu bị ốm nặng. Trước kia cháu đã có bệnh tiền sử viêm màng não rồi á. Bây giờ chỉ cần thời tiết thay đổi cái là cháu nhập viện. Giờ từ bữa vào đây là nhờ các bác chăm sóc là cháu cũng đỡ nhiều rồi. Mỗi ngày tại khoa nhi bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, số lượng bệnh nhi điều trị nội trú liên quan đường hô hấp tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Bình quân mỗi ngày có khoảng hơn 1.400 lượt người bệnh tới khám và điều trị, trong đó khoảng 40-50% là các bệnh liên quan đến bệnh lý mùa đông. Bệnh nhân phải nằm ghép, chung giường bệnh do lượng người nhập viện tăng cao, bệnh viện phải tăng tần suất làm việc để đáp ứng kịp thời nhu cầu thăm khám điều trị của người dân. Người già hoặc là trẻ nhỏ có những cái bệnh nền sẵn, ví dụ như tăng huyết áp, tiểu đường hoặc là bệnh tim mạch, thì thứ nhất là phải giữ ấm, đặc biệt là vùng cổ, vùng tay, vùng chân, và hạn chế ra ngoài khi thời tiết quá lạnh, đặc biệt là sáng sớm và về đêm. Do ảnh hưởng của thời tiết rét lạnh đã khiến các ca bệnh liên quan đến bệnh lý mùa đông gia tăng, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần có những biện pháp tránh rét lạnh, luôn giữ ấm cho cơ thể, hạn chế ra ngoài khi thời tiết quá lạnh. Khi có biểu hiện mắc bệnh cần đến các cơ sở y tế để khám và điều trị. Thưa quý vị, tại đỉnh Mẫu Sơn của tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu khiến lớp băng giá dày hơn. Và điều này khiến cho hàng nghìn du khách đã đổ xô về đây với mong muốn tận mắt chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt nhưng kỳ thú này. Vào lúc 6 giờ sáng, nhiệt độ tại đỉnh Mẫu Sơn giảm xuống còn âm 3,4 độ C, khiến lớp băng giá dày hơn. Đến chiều ghi nhận mức nhiệt là âm 2,6 độ C, băng bám dày các bề mặt, cây cỏ. Hàng nghìn du khách từ các nơi đã đổ xô về đỉnh Mẫu Sơn để ngắm băng giá. Hành trình đến Mẫu Sơn của em hôm nay rất là gian nan bởi vì em bị tắc đường gần 2 tiếng. Và khi mà nhìn thấy băng giá thì em cảm thấy rất là vui bởi vì lần đầu tiên em được thấy băng giá ở trên Mẫu Sơn ạ.
mọi người chắc em nghĩ là mọi người sẽ cảm thấy nhen rồi, rất là mệt ạ. Và lên đến đây chắc mọi người chắc là sẽ rất là vui và phấn khởi như em. Hôm nay nhà em đi lên đây bị tắc đường mất khoảng tầm 4 cây và phải đi bộ khoảng hạ 3 cây để lên trên đỉnh Mẫu Sơn này, và trên cái chặng đường đi thì rất là mệt. Nhưng mà lên đến đây nhìn thấy tuyết trắng, phủ trắng hết như này rất là vui, mà nhà em thì được cái là cả người lớn trẻ con lên đây là rất phấn khởi. Nhiệt độ xuống thấp, gió mạnh khiến cho càng về chiều, đỉnh Mẫu Sơn càng trở nên rét buốt. Các du khách dù đã trang bị đầy đủ áo, găng tay, mũ len nhưng vẫn cảm nhận rõ cái lạnh tê tái. Tuy nhiên với họ, việc được tận mắt chứng kiến băng giá là những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Năm nay là một mùa băng tuyết mà để lại ấn tượng nhiều nhất. Thứ nhất là cái khung cảnh rất là đẹp này. Thứ hai là thu hút được rất nhiều khách du lịch, tạo cho cái núi Mẫu Sơn mình có một cái cảm giác là nhộn nhịp này, vui vẻ này, và có một cái ấn tượng gì đó mang đậm cái tính chất là của quê hương mình, đọng sâu ở trong trái tim của mình. Nếu hôm nay mà cảm thấy là ai mà không lên đây thì cảm thấy hơi phí. Để nói là có mấy ở Việt Nam có cái chỗ lạng có băng tuyết này đâu mà lên đây giá nó cảm thấy là lạnh, nhưng mà trong lòng đi cảm thấy không lạnh, chỉ hơi tê tay. Nếu ai đi nhưng mà khuyên là nếu đi ô tô nhớ mang găng tay là được. Ở Hà Nội thì hôm nay lạnh thì cũng đoàn tổ chức đi lên trên để xem cái hiện tượng thiên nhiên kỳ thú như này. Thì vì đây là lần đầu tiên là em được lên để chiêm ngưỡng những cái thời tiết nó kỳ lạ như này. Và mình cũng là hiếu kỳ lên đấy ạ. Em cũng trẻ nên là thích đi khám phá trải nghiệm những cái đặc điểm nó khác thường như này. Do trùng vào thời điểm cuối tuần nên hàng nghìn người và phương tiện đã đổ xô về đây, gây ra tình trạng un tắc. Lực lượng chức năng phải huy động nhiều cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ thông đường, đảm bảo an ninh trật tự. Tập trung 100% lực lượng đối với lực lượng cảnh sát giao thông, tập trung 100% lực lượng để đảm bảo cái an toàn giao thông thông suốt ở cái tuyến đường tỉnh 21 này, là chính là cái tuyến đường tỉnh mà từ chân Mẫu Sơn lên đến đỉnh Mẫu Sơn. Và thì cái khuyến cáo của tôi muốn gửi đến chỗ các khách thập phương muốn đến cảm nhận cái không khí lạnh ở Lạng Sơn cũng như cái băng tuyết ở Lạng Sơn đang xảy ra ấy, thì là đề nghị chỉ là chấp hành, đề nghị các người dân mà lên để tận hưởng cái không khí này thì chấp hành cái yêu cầu cũng như cái hiệu lệnh, cái điều khiển của lực lượng chức năng chúng tôi và đặc biệt lực lượng cảnh sát giao thông. Ngoài tình trạng ách tắc giao thông, việc hàng nghìn du khách đổ xô lên Mẫu Sơn cũng khiến cho nhiều hàng quán trở nên quá tải. Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, từ 0 giờ ngày 11 tháng 1, mưa tuyết cũng đã bắt đầu xuất hiện tại xã vùng cao Y Tý, huyện Bát Sát và đỉnh đèo Ô Quý Hồ của đỉnh Phan Xipang, thị xã Sapa. Đây là trận mưa tuyết đầu tiên ghi nhận được ở hai địa phương trên trong mùa đông năm 2021. Tuyết rơi là một hiện tượng thời tiết hiếm có ở Việt Nam nên đã gây tò mò phấn khích cho nhiều người dân. Tuy vậy, đây cũng là dạng thời tiết vô cùng bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, đồng thời gây khó khăn cho việc di chuyển của các phương tiện giao thông, đặc biệt là trên các cung đường miền núi. Và thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay 11 tháng 1, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời sẽ tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ C, vùng núi từ 4 đến 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.